Shop Bếp Gấu.com chữ chính làm nên thương hiệu. Shop Bếp Gấu.com có rất nhiều loại vòng quay, dễ chơi, dễ trúng và đủ loại mệnh giá cho tất cả các anh em. Là nơi mua bán hàng uy tín nhất trong tựa game Revive. Shop Bếp Gấu.com uy tín làm nên thương hiệu. Nghe anh Gấu nạp kim cương cho em ngôi chứ hả? Oh my god! Wow! Rồi, được rồi. Em đọc số tài khoản ra, anh chuyển cho mày 1 triệu, mày mua kim cương xài nè. Ôi, dạ mày. 1, 2, 3. Lại mày đấy. Đời là gì sao mày không chết? Cơm nào bị phí mày. Hả? À, tiền của anh là xe 4 hôm qua bắn 30 trận không lấy được 1 xu kìa. Bắn mà rớt không chơi ra hoài luôn. Xe 4 đấy. Làm thử thách bắn bằng M1 con 4 ấy. Thôi bây giờ nè. Chơi quả kèo ngọt luôn. Em mời thêm 2 thằng bạn nữa. Bắn làm sao 10 kill M1014 mà trong đó phải 3 kill headshot. Anh tặng cho mày một tủ. Buồn vơi chơi. Để mời ít bo. Ngoài bo thì mời mấy thằng boss làm gì, mày mời mấy anh em nào mà lạ lạ đấy. Mày biết tại sao không? Không biết nữa. Thằng vô lý này rất là ngu nha. Hả? Mày chơi với mày những sao người mày chơi với những người mà level nó cao hơn hoặc là nó ngang mày thì người ta chỉ để ý chung với tất cả mọi thứ. Nếu mà chơi với những người mà level thấp hơn mày đấy, người ta chỉ để ý một mình mày thôi. Hiểu chưa? Nên á, khi mà em lên livestream của anh hay lên những chỗ nào đông người á, lên VFL đấy, thì em phải thể hiện với những người kỹ năng thấp hơn mình. Đừng có mời bạn vô, anh nói bây giờ nè, mày tạo team code bây giờ, team code cho anh em lên livestream vào. Bình luận. À, có hai bạn nữ, có hai bạn nữ. Ok Khánh Ly ơi, ok em. Không có được, được. Được, được, được. Được, được, được. Được, được. Có Khánh Ly. Được, để em nói. Từ từ. Sao? Từ xíu. Em nói, có bạn nữ vô, người yêu em quýnh em. Quýnh em bồm đầu luôn á. Không ra gì đâu. Cái chuyện người yêu của mày á, tao không quan tâm. Bây giờ anh nói nè. Cháu chơi chung nhé bác. Anh gửi lời tới người yêu của mày nè. Đây là livestream trực tiếp của anh. Anh nói với em nè. Nếu mà trực tiếp trên livestream như thế này á, mà mày người yêu của mày còn không tin tưởng mày thì làm sao mà lâu dài được. Ủa? Thôi thì có gì cho một thằng em của em vô đi. Hoặc là hai thằng em vô là để nó kèo sau đi. Okay, chứ ok rồi, ok ok Khánh Ly ơi, ok em kèo sau em. Em quan trọng tiền bạc gì đâu anh Gấu, em chủ yếu lên livestream của anh Gấu bắn cống hiến vui vẻ cho anh chơi vui mà. Được, cho anh nói chuyện vui á. Okay, quan trọng okay, là anh em okay. Mình nói chuyện á, anh hiểu không? Ok ok. Chứ tiền bạc thì chuyển khoản sau. What? Ủa thằng Hồi Nam này là có phải là thằng Hồi Nam được trước bắn đại chiến mua đồ không? Đúng rồi, SS của Nam bị lỗi 2 lần với em nè. Mất tiền. Boy. Sao anh nói với em một tin vui và một tin buồn, mày muốn nghe tin nào trước? Nữa hả? Chị không, anh mang cho mình đó là. Nói đi, mày nghe đi. Nghe tin buồn đi anh ơi. Tin buồn là có thể là em sẽ không được bắn từ đây tới 2 năm sau ở tất cả các giải của Vergana. Cái gì vậy? Còn tin vui là nghe không? Nghe nè. Tin vui là em có thể 2 năm không bắn giải Ghana để rèn tay lên bắn VFL. Không sao. Cái gì vậy? Thì em nghe. Ý là em sẽ có thời gian đánh đổi 2 năm trời không bắn giải để bắn giải VFL. Vui không? Nói hồi nghe không hiểu yêu. Muốn nói nên là sao anh Gấu? Chưa hiểu lắm. Không hiểu là lúc trước giờ em bắn giải gì của Ghana, nói anh nghe coi. Chuẩn bị gặp mì này. Yêu quân đỏ. Để kiểu bắn như chiến lị đại chiến thôi. Bây giờ thì những giải đó có thể là khả năng là không có còn nữa. Em biết mà, cái này lâu mà. Lâu gì lâu, có lâu đâu em. Tên này lâu mà anh Gấu. Tên này biết lâu mà. Lâu đâu em. Nghe lời bốc phét, nghe đồn đấy. Có thể là chắc tới là chỉ là một buổi giải cuối cùng hoặc là không có. Cái boy sao em không chờ. Quái cứt. Thôi bây giờ mày kiếm động cái HQ, mày về HQ mày đi. Em đủ tuổi rồi, về em có kỹ năng đâu. Được, thì thôi. Hết thời rồi. Mày muốn đi đâu? Mày làm cái thời mà hết. Rồi ok. Anh mới đại chí em 1 bắn 4 7 à. Bây giờ trong 3 bạn thì sẽ có một bạn sẽ làm squad. Bạn nào lựa chọn đây? Bố lấy chọn đây. Bố, tin tưởng không cái em? Ê, bậy mày. Cái gì? Sập gân vào đâu? Sập gân vào đâu? Bây giờ nè, cái này không phải là chiêu phú. Tại vì tụi em ra thách đấu anh không phải là chiêu phú đâu. Không phải, không cho chơi là chiêu phú. Mắng gì cũng được.
cho tụi em á là buộc nhảy cũng chờ nhà ma và được quyền hồi sinh, ok chưa? Ok. Yêu xin mặt thẻ rồi. Mặt thẻ rồi. Anh chơi ngọt vậy. Okay. Ờ. Sao mấy nay anh chơi ngọt vậy? Chơi ngọt mà dễ lấy tiền của anh lắm. Nhưng mà trong ba tụi em phải có một người 10 kill bằng support bờ 104. Má biết tình nào tụi bay tắt cái gì? Tụi nào mà ai? Ai? Hoài Nam mà vàng, em cũng vàng rồi, em qua rớt phone rồi anh Gấu ơi. Thì bây giờ mà vàng cái vàng chứ không mà. Vàng thì vàng sụt quân mà, vàng đó thì tính thôi. Nhưng mà nãy anh kêu tự nổ mà. Không, vàng thôi. Vàng 10 kêu. Vàng hả? Ở cái sạc bên khó nhỉ. Ai, mà trong này trong ba đứa nào có Shiba không? Không. Ba nghèo hết. Nghèo lắm anh ơi, không có tiền. Giờ có bán hay không à? Giờ chị em, giờ chị em biết tiền với ai để tụi em lo anh. Vậy để em quay cái Shiba. Quay Shiba đi, cho vô lý bắn đi, thấy vô lý bắn 1 còn 4 tốt đây. Đấy. Nếu mà tấm 1, trận đầu tiên anh tặng cho ba đứa 1 triệu rưỡi mỗi người 5 tỷ. Trận thứ hai nhận lên. Còn nếu mà thằng vô lý, người nào gánh trọng trách bắn 1 còn 4 mà được 2 like là được 5 tỷ. Thứ 2 like còn 4 được 5 tỷ còn 1 còn 4 à. Em ơi, làm đi em ơi, chia tiền. Chưa chưa? Ok chưa? Vô. Rồi 1, 2, 3. Bung gì chợ, bung gì để thách đấu boss không mà bung gì. Đồ thịt bò bán bộ còn bố nữa. Tặng cho em 2 năm rồi còn xài đây này. À ok được rồi. Dạ bố tặng lại cái ông 2/14 nha. À đồ. Quân đi là phải sử dụng tóc còn bắn nữa. Còn bố tóc bắn mặt nhạt rồi. Ok chúng ta còn coi thịt bò nào. Hôm nay thì nó xử lý nghe là AC80 gì đó là hay. Đấy nhưng mà bò 104 thì chú biết ngày xưa tôi chưa coi Xbox bắn bầu không bố. Hôm qua tôi ra kèo tôi bốn ba bạn này hiện tại đang bắn top full đây, máy của nhà phát hành luôn. Anh Gấu có máy hàng không? Có em ơi, sub máy cấu chấm cơm y tính chất lượng luôn. Đấy mua có vấn đề cho chặt lên anh Gấu, anh mới có đền cho 10 lần. Hello, cảm ơn Hồng Huy nha. Đồ sốc của tôi đại nó có máy gạt 200 ngàn thấy cũng ok. Anh em mua máy gạt mà nó có hình ảnh được ok đấy, anh em đừng mua máy gạt ra đâm. Mấy thằng kia bỏ trăm mấy ngàn ra mua ạc ra đâm, nghe nói có ạc hơn có ạc xui, đa số là ạc xui luôn. Anh em mà lên sắp tôi anh em mua cái ạc mà anh em mua ạc nào có hình ảnh rõ ràng đó. AK này chi cái nọ, đồng thanh này chi cái nọ đó. Anh em có chắc chắn vậy đó. Sam của anh Nam nội. Ông Gấu này có thật không anh em, là sao vậy em? Mày nói câu giống như là nó hít keo con chó hay sao chứ anh em. Là sao vậy? Hả? Vào live stream của anh mày hỏi anh Gấu có thật hay không là sao trời? Bo mà nếu mà bắn AC80 bá đạo đấy. Vẫn chưa có 104 nha anh em nha. Tính kêu bò 104 nha anh em nha. Không tính kêu thường nha. Anh em chú ý. Mà nãy giờ vẫn chưa có một kêu nào. Bác cho em thông đích. Em tặng bác con 2/14. Mấy đúng quá. Đồng bò rồi. Bà này chắc. Một. Hay, vụ lý hay á. Lấy hai đi ba kêu rồi. Em bò bắn AC không? Này để anh. Rồi, một sáu rồi. Nè, nhắc lại nha, anh chỉ tính kêu bò 1014 thôi nha. Chị em kêu tập 6 rồi. Còn kêu thường là anh không tính đâu nha. Nè, chuyến kêu tập 6 khó quá anh Gấu à. Không có tác kìa. Thằng đang chỉ này ok mà. Rất là hay. Từ vừa rồi đại diện WG bắt giải đó. Cái bán không em? Có cái bán à em bò rồi. Chị đâu này lên nó thay thế cái lớp cũ của bán, bán nhanh này. À, đôi bắt nữa thầm. Khẩu này là tăng 2, nó là bắn giảm 1 băng đạn. Khẩu này thì nó xua khỏi khẩu chiến tranh. Nhưng mà chắc là thằng Bitboy này không có tiền mua rồi. Mua ạc là chuyện khó bác. Trời ơi, anh em nạp kẹt vô anh em cứ lên shop mấy khẩu đi. Nó có hướng dẫn đây anh em. Nhưng mà anh em mua ạc á là xua anh em phải coi nè. Có ạc nào ok, có ạc 200 có, 300 có, 400 có, 500 có, 600 ngàn có, 1 triệu có, 2 triệu có, 30 triệu có. Nó từ từng ạc. Anh em mua ạc trên shop tôi thì nó thẳng ra là nó cũng hơi mắc tí, nhưng mà nó chất lượng thì chính. Anh em hỏi mua ạc thì tôi chỉ do đó thì tôi lên nó cho mua. Cho nè. Mua tôi nghe tiếng bắn xe vậy. Trên đòi rồi.
nãy giờ vẫn chưa có bỏ à, có rồi. Chưa vào đầu. Ra trận đấu này khó làm lắm. Phải boss nhiều các bạn. Vì nó chết nhanh lắm. Bo bộ tu xong nhiều lúc còn 20 thằng cũng có. Mà để 10 kêu 1-0, 1-0, 4 thì nó càng khó thôi. Mà tẻ ra thôi. Mà yếu anh em ơi. Boss nhiều. Like này phát lại à anh em. Mỗi câu ngáo gom nội. Kêu cho em ơi. Hay. À đủ. Hai kêu rồi. Hai kêu các bạn. Hai. Anh lấy tên em. Hay đó, hay đó, hay đó. 14 tiền em ơi. Có 20 ngàn các bạn. Đồ bạc 20 ngàn ở đâu có. Cái đồ gì á mà rẻ thì đưa không có chất lượng. Cái thứ gì á mà rẻ mà được đồ xịn á thì nó chắc chắn là chỉ lừa đảo. Ủa anh Gấu, chỉ là một thằng thôi anh Gấu hay là nhiều? Vậy một mình ít bo thôi, anh đã bảo là chọn ra một người mà. Ừ, hai kêu rồi. Tưởng nhiều thằng để em vác em bắn. Anh nói em này, bo buộc xong còn vừa 15 người thôi. Tại vì cái trận đấu này boss không à. Tản ra đi săn đi, ít bo tản ra làm highlight để kiếm tiền đi. Một pha cao 4 là 5 xị. Thơm. Đâu. Con người. Đi săn người mới chơi à? Ừ thì đấy, em đi chơi à. Tụi nó bắn boss mà. Nên kiếm tướng giống mày đấy. Khác gì đâu. Mấy thằng kiếm tướng ở đây bắn boss không đi. Để cái mày cũng vậy chứ khác gì đâu. Rồi sau cuối chúng tay làm bay vùng bố. Lên mày. Boss không là boss. Boss không luôn. Đấy. Gì vậy? Trời bắn. Trời mặt lơi. Ô trời ơi. Ô trời hay. Ba kill. 100 kill. Ba kill. Tập ừ, mình đi bắn đi bắn rồi nha. Nam có đi 5 xị nữa. Nam bắn dữ vậy. Không, nó bắn anh dữ quá, anh phải cho nó nhiều đồng. Trời anh chết rồi. Mỗi đoạn highlight bằng bò 1014 trị giá 500 ngàn nữa. Nên nghĩ rằng bạn anh đi săn đi. Big boy lên xe đi săn luôn đi em ơi, đùa cặp Kenolai đúng rồi mới bài bản. Hello bác. Đồ Kenolai, Kelly, Yayato. Em có đi đây. Đồ chất lượng đó. Tin em. Đồ tản ra đi làm highlight. Cú sô anh. Giờ like mà trận nào cũng 20 kêu. Biết không muốn chơi luôn. Cứu được ra đi. Mày muốn cứu bao nhiêu lần cũng được đó. Muốn bao nhiêu lần liền bao nhiêu lần mà. Anh bảo nó chơi xinh mà. Đi em ơi, đi cứu bao nhiêu lần. Em donate cho bác 400 triệu nè. Thôi. Anh em hạn chế đi. Người ta có tiền thì người ta bóc phét, còn mình không có tiền thôi. Ngồi im coi đi. Hạn chế bóc phét thì được cái ông nội. Đây, đi săn này các bạn coi này, highlight này. Đấy, có luôn. Chuẩn bị highlight các bạn. Highlight con 4 là có tiền. Đấy, check bên luôn. Đù, thằng đó yếu máu rồi. Đấy, như vậy đâu có highlight. Highlight con 4 phải là bờ 1-4 có tiền. Trời ơi, mó đóng yếu rồi. Mày kia bắn gì vào. Khùng á, nó yếu đâu. Ở dưới lúc ở đầu mà. Để mó hàng gà vậy. Hai kill rồi đúng không? Hai kill hay ba gì mà. Hai kêu à. Là buôn thôi. Em mà chết là anh quỵ em lại em luôn đó em ơi. Anh em đóng chung quang lên nè. Hai hàng ơi. Này nó gặp một con là chỉ có tốn khi đã được quật rồi. 5 kêu các bạn. Rồi bố. 5 kêu. Mấy kêu rồi anh Ngâu, điểm chưa? 4 kêu hay gì ạ? 4 kêu. 5 kêu. Lươn lẹo. 4 kêu. 5 lần, 5 lần. 5. Em đếm mà. Hồi nãy giết 2 thằng á, ngay cái đồi kia xong giết thêm thằng nữa. 5 kêu rồi các bạn. Để bo nè mày. Giết bot. Bot rồi. Rampage. Đây kiểu tướng nó ghép ra đại đa số những người mới chơi thôi. 6 kêu. 6 kêu sao em làm thêm cái highlight nữa là hai chỗ. Đồ, là chọn luôn. Trong 4 phát kiếm 4 boss nữa. quá thường. Anh em yên tâm đi, xíu nữa tôi dụ thì nó cũng hết tiền rồi. À, phải nó một đúng không Gấu? Bác nhận quảng cáo phim heo không? Nhưng mà phải tốc một hay sao nhỉ? Nếu mà ngày xưa giờ bác không có thằng quảng cáo cái đó. Mà bác mà nếu mà
em muốn bóc mấy cái quảng cáo video đấy thì em cứ làm được cảnh sẵn đi. Gửi video qua cho anh đến coi. Rồi xong. Rồi, đúng rồi. Đù. Trời ơi, cái gì vậy? Này. Phong nó em, Đây. Đâu nè, trốn kêu nè. Đù. Em cứ bắn mấy thằng gần đi, để mấy thằng bắn bóng thì xa cho. Tao bắn mấy thằng sau lưng đi nè. Má ơi, tôi bắn nóc nhỏ bên kia rồi. Chết rồi. Lùi. Đã nha, đợi nha. À, đây, 5 sĩ đây. 5 sĩ đây là đâu chứ đâu. Và đây là vị trí của Spo. Spo đi cầm cho mình tay khẩu bò 1-1-4. Cầm xuống bùi lại bắt xuống hổ. Lên. 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 Đây. Đây, cục hai. Cục hai nữa. Rồi. Làm luôn em ơi. Hai này. Hai la gì đừng đi bắt một bột hai vô. Ba thằng. Hai. Hai la gì? Ba thằng. Đủ chưa? Hai la luôn nha. Hai la cái đầu mày, thằng kia bắt một mày. Ba thằng à. Đã anh bình luôn. Ba thằng à. Bốn mà, thêm thằng ngay cục đá nữa. Lại cụ đây. Một mình nó là bốn mà. Hay like gì mà hay like cục đá qua đây. Bên tôi nè. Trên đòi nè, đủ mà, đủ chưa bo? Đủ rồi. Bắn đi. Bắn ai, giờ bốn tốc một rồi, bắn đi năm rồi. Hay like là phải có bốn một chỗ mà. Hay like em bo là bốn thằng là đủ cái hai like rồi đấy. À, 5 lít rồi đấy. Thằng cuối luôn kìa. Nào khác qua đầu cũng đỏ rồi. Em bo làm qua sọc luôn rồi, cho anh gấu chi ngửa em bo ơi. Qua sọc nó cho anh. Qua anh sọc thôi nha, nhớ nha, chỉ qua sọc thôi nha. Không được quấn đâm viền. Viền là gấu chơi đây, quấn sọc thôi, chỉ qua anh sọc. Qua sọc rồi, qua sọc. Đấy. Thế thôi. Dài á. Đúng là ngoài chiến của anh. Bác ăn mi rồi ha ha. Trời ơi. Cái nhà vào cho có xin một like đi các bạn. Em mời rồi. The Yagami's name will live onward. Má anh làm nhanh ghê không ơi. Hay quá.